Sir Andre, người già nhất thế giới, qua đời ở tuổi 118. Sir Andre Rendon, người Pháp, thuộc dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sir Paulo, người cao tuổi nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 118. Sau khi bà Ken Tanaka, người Nhật, qua đời ngày 19 tháng 4 năm 2022, thọ 119 tuổi. Sir Andre Rendon trở thành người cao tuổi nhất thế giới. Sir Andre sinh ngày 11 tháng 2 năm 1904 tại Arles thuộc tỉnh Gia miền Nam nước Pháp, trong một gia đình theo đạo Tin Lành. Năm 19 tuổi, Sơ trở lại Công giáo và năm 1944 gia nhập dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo ở Paris. Từ năm 2009 đến nay, Sơ sống trong một nhà hưu dưỡng tại thành phố Toulon. Sơ bị mù và phải ngồi trên xe lăn, nhưng rất tỉnh táo. Cuộc sống của Sơ Andre đơn giản như mọi nữ tu khác, tuy nhiên Sơ cũng có những điểm đặc biệt. Điều này được Sơ bày tỏ với phóng viên trong những lần sinh nhật gần đây. Trước hết, Sơ Andre là một người có thói quen thức dậy sớm, với nhiều năm sống đời cầu nguyện. Mặc dù tuổi cao nhưng Sơ Andre luôn thức dậy sớm cầu nguyện và tham dự thánh lễ mỗi ngày, sau đó ăn sáng lúc 7 giờ. Tháng 1 năm 2021, Sơ bị dương tính với Covid-19. Nên phải cách ly với những người khác trong nhà dưỡng lão, nhưng không có triệu chứng. Lần đó, phóng viên đài truyền hình BFM ở Pháp hỏi Sơ Andre có sợ Covid-19 hay không. Sơ đáp: "Không, tôi không sợ vì tôi không sợ chết. Tôi hạnh phúc vì được ở cùng anh chị em, nhưng tôi muốn ở nơi khác, cùng với anh tôi, ông bà của tôi." Với sự qua đời của Sơ Andre, bà Maria Rangia Moreira, người Tây Ban Nha, trở thành người già nhất thế giới, 115 tuổi.